À, chị ơi, chị quá rộng luôn chị ơi. À, chị ơi, này cậu chỉ với mày, nhìn lên trời, nhìn lên trời, nhìn lên trời thấy gì không? Thấy không? Không. Trời ơi, đây, đó, à, một đống bơ luôn. Bên đây tối quá. Tối quá. Bơ của bơ một đống luôn à. Nào gì đi mẹ. À, bơ núi nha. Quý vị khán giả, đó, thấy chưa? Đúng rồi, bơ núi. Bơ núi. Nào gì đi mẹ. Vậy gì mày không có ăn cắp con ta nghe, gì không có bẻ ta nha. Chạy bẻ đi. Chạy bẻ đi. Ok quý vị khán giả, thì trước mặt mình săn tiên nghe cả nhà. Ở nước Cô Tô. Còn bên đây thì bà con cô bác sang qua sang chỗ miếu bà động Phố Hủy là đầu của mình, rất là đông luôn á, tới trăm mấy lần á. Chút xíu mình sẽ lên săn tiêu sau, mình quay cảnh săn tiên cho cái nhà xem nha. Đó. Ok cả nhà, hai thanh niên này lên đây nãy giờ, nãy giờ ngủ mà nó chùm mùng chùm mờ lên nè. Trời ơi, nãy giờ mình ngồi thôi lưng mình kiếm hoài, nó hay nãy đâu trời. Hỏi gì gì nó dưới đây đây nè, chỗ cây vú sữa nè. Đó, nghe cái gì này, cái chị đó kể chuyện tâm linh. Kìa, yeah, giờ mới cái chuyện tâm linh kìa. Mày ngủ luôn á. Ừ. Nó xù đầu luôn kìa. Thấy không? Giờ đầu của mình giờ đi tới đây là ngay chỗ cái điểm dừng chân cúng cơm trưa cả nhà. Nhà mình cúng cụ Quyền ở đây. Đó. Xong rồi mình mới dùng cơm đây rồi mình sẽ tiếp tục lên sân tiên. Đó nha. Đó, toàn là cố cụ không á. Có chị nè ở đâu lạc lạc vô nè. Chị cũng nói chuyện tiếu mà vui lắm. Chị đó chỉ tiếu lắm đó cả nhà. Cái chuyện tâm linh. Muốn đi kiểu nào cũng như được. Đi đất rồi. Đi đất làm xui như kiểu mính. Ờ, bà đi rồi đó, bà đi kiếm. Cái khỉ mèo. Là mèo nè, con. Quậy nè, cũng là bị bệnh mèo. Bây giờ mình đợi bà con dọn đồ ăn ra cúng, xong cái mình cúng xong cái mình đồ mình ăn xong rồi tiếp tục di chuyển lên sân tiên, rồi mình quay cho cả nhà xem trên sân tiên nó rất là đẹp luôn ở núi Cô Tô này. Hai cái thằng nhỏ này nè, nó thử thách 7 ngày 7 đêm khám phá tâm linh núi mà giùm nè, đó ngủ đó. Còn nhìn trí nè, nó gì mà đòi thử thách 7 ngày 7 đêm trải nghiệm luôn kìa. Đó. Đây là, thấy không? Thử thách 7 ngày 7 đêm nằm trên võng ở trên núi Cô Tô. À, để mình quay xuống dưới cái nhà xem nó. Cảnh vật rất là đẹp luôn, thấy không? Nó có thể thấy là một bầu trời thật là u ám luôn. Đúng là tháng 7 thiệt. Đây, cái nhà rất là đẹp. Tuyệt vời luôn á. Đó nha, rất đẹp. Ở dưới kia mình thấy có một cái chiếc máy cài và chiếc máy sới rất là bé luôn. Đây nè, đây mình phóng to lên cho cái nhà xem. Đó, đó, chiếc máy cài bé tí tẹo teo, thấy không cả nhà? Đây là mới có nửa ngày thôi cả nhà.
thì mong quý vị khán giả xem hết clip mình để mình khám phá trên cái núi Cô Tô này như thế nào nha. Nhưng mà điều con gái là cũng nhờ nhiều lắm. Các sinh linh chứ không nhiều lắm, thể xác mình được đâu, thể xác mình có. Ai làm con gái thì lực của quyền họ trừng vậy rồi. Đừng có nói nhiều quá không tốt. Ở đây là đứng ra là 50 xu chưa lấy nữa. Một ly trà đường chưa. Đó là bị ba bánh bao mà cứu mẹ. Không mới đi bắt đầu này nè. Chứ cô không cho đi. Cô đi dành đất dành giường luôn mà. Còn mình không thì mình dục hết. Có bạn cùng thôi nữa, ta trả lời. Ta trả lời kệ mẹ, mình thôi cùng, tôi nói tôi. Mình cùng, mình chế. Em ngồi hỏi bây giờ tính thế mày làm gì nữa làm chăng? Bà nội hỏi bà nội, ở đây gì mày hỏi ông chành. Mày hỏi tao mua bán cái gì tao trả lời, chứ mày hỏi tao làm gì thì tao làm chăng, tao nói tao làm chăng. Chứ tao có lên được cái chức gì đâu. Được không? Chồng mình bán cho mình bán hết được. Okay. Hello. Hello, hai cái anh ngủ. Ngủ tới giờ này mà chịu thức chịu đi. Đầu người ta đi hết rồi. Cái thằng con trai của mình nó nói chuyện nghe. Ủa con rắn luôn các bạn ơi. Đây nè. Con chết rồi. Ui, chết hết còn sống. Mày giết nó gì chơi? Không biết đâu. Nè con rắn ghê quá. Ghê quá chi ơi. Ghê quá. Nè. Rắn mạnh ghê luôn mọi người ơi. Đi, ghê quá. Đó, đâu mình đi giờ mấy cô cháu mình đi sau cùng nhất luôn. Hello. Hello chí lẹo. Vậy cháu khó vậy. Chí lì. Chí ơi, này cậu chỉ với mày. Nhìn lên trời, nhìn lên trời. Nhìn lên trời thấy gì không? Thấy không? Không. Ơi. Đây. Đó. À, một đống bơ luôn. Bên đây tối quá. Tối quá. Bơ của đó, bơ một đống luôn à. Nào gì đi mẹ. À bơ núi nha. Quý vị khán giả, đó, thấy chưa? Không mà bơ núi. Bơ núi. Nào gì đi mẹ. Vậy gì mày mà không có ăn cắp con ta nghe, về không có bẻ ta nha. Chạy mẹ đi. Chạy mẹ đi chứ. Đây. Ủa chú gì đó đó. Chút xíu giờ xin chú là chú cho. Đó, giờ mình vô mình cúng đi. Thôi mình đảo lên mình bẻ bơ. Năm. Bà Năm rồi, bà Năm bà đuối rồi. Đuối rồi. Chú này mình cúng điểm đây mình đảo lại hả Năm? Dạ. À, chú nó cúng mình đảo lại. Ok. Ok cả nhà ơi. Hôm nay mình dắt hai thằng con trai mình đi xuống gặp ông hổ. Ngủ hổ. Nè xuống dưới cúng ông đi. Đây. Thấy chưa? Đó. Đây là cho cái chỗ hai ông ngủ hổ nha. Đây. Điện 5 căn. Trên núi Cô Tô. Đó. Ồ cái hang dưới sao quấy dưới luôn. Để mình mở đèn lên mới được. Mở đèn lên. Mở đèn. Đây. Xuống đi. Xuống. Tối hù à. Chị nó nói vậy con xuống còn lại gì à. Không có chờ. Tối hù à. Để tắt mình mở đèn lên.
đây. Đây là hàng của ông mẫu. Đó. Mày đâu chí? Lắm hả? Đấy. Đồ vô hơi bị khó á. Này. Đó. Đây là mình lấy cái đèn ra đi. Đó. Lần đầu tiên xuống hang ông hổ hả chị? Không, chảo giỏi gì đâu. Mình thấp hơn đi. Đây cái nhà mới mở cái đèn lên. Còn hai ông hổ tuốt bên kia luôn rồi, thấy không? Sáng lên, cầm đi, hai ba cây, ba cây gì được chứ, ăn cho nó thơm đi. Đây là hết đi được rồi. Hả? Mang giáp đại luôn đi bà con ơi. Rồi. Dạ là đi chứ. Trình không ai phạt cho mình. Ai lấy nữa không? Này này, Chí cầm đi Chí. Mọi người cầm hai ba cây cũng được nó cho thơm. Tiền ra sau đi, cũng mổ đi. Chúng nghi ngoài này ta chưa có nè. Chị đó. Chị sao? Nó cũng đi con rồi. Trời ơi, có cái hàng tuốt trong kia. Ngoài sáng quá ta. Đó. Đây để mình đi vô trong đây. Trong đây với coi, cầm ra trong cái gì. Nhà con điện nhà này ngày cuối nào. Bây giờ. Đây là cái nhà ổng. Hang ổng đây nè. Đây, ồ cái hang của ông hổ. Đây. Đây ông cho con tham quan đây nha. Đây Chí ơi. Chí. Quá rộng luôn Chí ơi. Đó. Ồ, quá đẹp luôn. Hang ổng rất là rộng luôn. Ừ. Son thuốc dưới kia luôn á, cái nhà trên. Thuốc kia luôn. Đây là cái hang ông hổ tại chỗ điện. Quá sâu quá vậy. Đây là mọi người đang cúng rồi. Giờ thấy thấy cái đường đi nha. Đây để mình chia yeah, chế cứ ngồi này chứ đi 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 thôi từ từ đi thấy đường không thấy đường không thấy có bật đi từ từ đi đúng rồi đúng rồi ở trên. Đây mình. Đây là cái hang ông tuốt trong đây. Ở đây kêu bằng điện gì quên hả? Điện của ông. À cái đường điện 5 căn của hổ. Gì? Con gì? Ơi từ từ được. Đi chợ. Gì vậy? Có không? Gì mới mộ cái đùi nó vàng một rạm. Dạ thôi. Bỏ qua đi con, khó quá bỏ qua. Đây là do cái hang này nhỉ. Cái này là chí. Rất là láng luôn nha. Rất là không có đây. Hang này là hang rất là láng luôn. Cho hôm nay rất trời mưa cho nên là dưới người ta nghe nói chị á, người ta chỉ là nói người ta chưa có khai thác. Cái đồ gì quá đi ta. Cho nên là mấy cô cháu mình không dám xuống đó nha. Đi cẩn thận nha chứ.
đi từ từ, cẩn thận đi từ từ, có cái bậc này nè, đi ở đây nè, đi thật từ từ, đừng có bơ, đừng có nhảy, mô Phật, từ từ. Đó, đây nè, rất là sâu luôn, cái hang này là Trí, rất là sâu này Trí, gọi đi Trí, thấy không, mô Phật. Mình đi đây mà cảm thấy run cái chân luôn á. Này tụi con đi đến đây khám phá hang ông ngổ, mấy ông cho con quay đây nha. Ủa rất là sâu luôn chứ. Nè con gồm ngộ nhìn coi cái hang cái trong đó nè. Ui không có hang này nè, bạn có thấy không, thấy chưa, rất là sâu trong đó luôn, thấy không, chắc là mấy ông ở trong đó đấy ha. Nhìn thấy là cũng đó lắm nè, do là trời mưa cho nên là rất là trơn luôn, mình cũng không dám đi sâu tại vì cũng không có, không có sư huynh nào hết, thầy nào mà dắt mình xuống đó hết, cho nên là mình không đi được như vậy. Và mọi người đứng lên hết rồi thôi, để mình tắt, mình cúng cái cả nhà, mình cúng cúng cái xong cái mình đi lên. Ok cả nhà, mình đi lên hang tại vì có đoàn của một đoàn khác xuống cho nên mình nhường lại cho người ta xuống cho cúng cả nhà. Này nó mau hổ nè, trên miệng không. Ủa, đèn gọi sáng vậy kìa. Tụi người ta làm bệnh, cho mình đi. Thiếu gì không nói, mình nói cho đoàn khác. Chỗ này là nè. Tụi nè, ba chị em xuống rồi đó, nó mua phần. Cái đèn nãy còn thiếu không chị? Đèn của vậy.